Bạn đang xem kênh YouTube của báo điện tử VOV. Mời các bạn theo dõi những tin tức thế giới đáng chú ý trong bản tin toàn cảnh quốc tế sáng nay của chúng tôi. Hamas không thông tin chi tiết về đề xuất của Israel, nhưng cho biết đây là phản hồi của Israel đối với đề xuất đưa ra cách đây 2 tuần của nhóm vũ trang. Các cuộc đàm phán hiện tập trung vào đề xuất ngừng bắn kéo dài 6 tuần và thả 40 con tin mà Hamas đang bắt giữ để đổi lấy việc trả tự do cho hàng trăm tù nhân Palestine trong các nhà tù của Israel. Cùng ngày, trong một tuyên bố riêng rẽ, Hamas cho biết ba nhóm vũ trang chính hoạt động ở Gaza đã thảo luận về nỗ lực chấm dứt xung đột. Tuyên bố đưa ra chỉ vài giờ sau khi phái đoàn Ai Cập kết thúc chuyến thăm Israel để thảo luận về tầm nhìn mới cho một thỏa thuận ngừng bắn lâu dài ở Gaza. Theo một quan chức Ai Cập, các nhà hòa giải đang nỗ lực đạt được một thỏa hiệp nhằm đáp ứng hầu hết các yêu cầu chính của cả hai bên. Hamas tới nay vẫn yêu cầu một lệnh ngừng bắn vĩnh viễn và Israel phải rút quân hoàn toàn khỏi Gaza. Tuy nhiên, Israel đã bác bỏ cả hai yêu cầu trên, đồng thời cho biết sẽ tiếp tục các hoạt động quân sự cho đến khi Hamas bị đánh bại và nước này sẽ duy trì sự hiện diện an ninh ở Gaza. Áp lực quốc tế ngày càng tăng đối với cả Israel và Hamas nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn và ngăn chặn cuộc tấn công của Israel vào Rafah. Đây là nơi hơn một nửa trong tổng số 2,3 triệu người dân Gaza đang nương náu. Ai Cập đã cảnh báo một cuộc tấn công trên bộ vào Rafah có thể gây ra hậu quả thảm khốc đối với tình hình nhân đạo ở Gaza, làm trầm trọng hơn nguy cơ nạn đói và đe dọa an ninh hòa bình khu vực. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nhấn mạnh. Cuộc xung đột ở Gaza cho đến nay đã cướp đi sinh mạng của hơn 30.000 người Palestine, khiến hơn 110.000 dân thường thương vong. Thời gian có nghĩa là sự sống. Sự tiếp diễn của cuộc xung đột ở Gaza là không thể chấp nhận được. Việc cản trở những nỗ lực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhằm đạt được lệnh ngừng bắn ở Gaza là không thể tha thứ được. Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cùng các quan chức Ai Cập, Qatar, Ả Rập Xê Út, Oman và Bahrain dự kiến sẽ gặp nhau vào tuần tới để thúc đẩy một thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza bên lề cuộc họp của Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở thủ đô Riyadh, Ả Rập Xê Út. Theo Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế Thế giới Moshe Brander, hiện đã có chút động lực cho các cuộc đàm phán về con tin và cũng có thể là một lệnh ngừng bắn. Quân đội Israel đã tập trung hàng chục xe tăng và xe bọc thép ở khu vực miền nam nước này gần Rafah và không kích gần như hàng ngày vào nhiều mục tiêu trong thành phố. Trong khi đó, đụng độ giữa quân đội Israel và người Palestine ở bờ Tây cũng ngày một trầm trọng. Theo cơ quan y tế Palestine, kể từ khi xung đột giữa Israel và Hamas nổ ra hồi tháng 10 năm ngoái, 491 người Palestine đã thiệt mạng ở bờ Tây. Theo thông tin ngày 27 tháng 4 của truyền thông sở tại cho biết, Anh đang xem xét điều động binh sĩ đến Gaza để hỗ trợ cung cấp viện trợ nhân đạo, sau khi Mỹ hoàn thành việc xây dựng một bến tàu tạm thời tại cảng Ashdod của Israel. Dự kiến, hàng chục nghìn tấn hàng viện trợ sẽ được chuyển từ đảo Ship thông qua hành lang này tới Gaza để ngăn chặn nguy cơ xảy ra nạn đói ở đây. Trước đó, sáng 27 tháng 4, Bộ Quốc phòng Anh cho biết tàu hỗ trợ đổ bộ của Hải quân nước này đang trên đường tới đảo Ship, mang theo hàng trăm binh sĩ Mỹ tới địa điểm xây dựng bến tàu và cầu cảng. Thông tin về việc Anh xem xét cử binh sĩ đến Gaza được truyền thông đăng tải sau khi Bộ Quốc phòng Mỹ xác nhận một bến tàu tạm thời đang được xây dựng và sẽ bắt đầu hoạt động vào đầu tháng 5 tới. Việc điều binh sĩ tham gia hỗ trợ cung cấp viện trợ ở Gaza đang được chính phủ Anh cân nhắc nhưng chưa có quyết định nào được đưa ra. Chính phủ Anh đã cung cấp hơn 2.000 tấn lương thực viện trợ cho người dân Gaza thông qua hành lang nhân đạo trên đất liền từ Jordani đến Gaza. Ngoài ra, trong những tuần gần đây, không quân Anh đã thực hiện 9 chuyến bay thả dù viện trợ với 85 tấn thực phẩm, bao gồm nước và bột mì dọc theo bờ biển Gaza. Ngoại trưởng Israel Katz ngày 27 tháng 4 cho biết kế hoạch tấn công vào thành phố Rafah ở phía nam Gaza có thể bị hoãn lại nếu đạt được một thỏa thuận đảm bảo việc thả các con tin Israel do Hamas bắt giữ. Ngoại trưởng Israel Katz nêu rõ việc thả các con tin là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Đồng thời, ông Katz cũng khẳng định thỏa thuận con tin sẽ làm trì hoãn chiến dịch đã được Israel lên kế hoạch trước đó nhằm tiêu diệt các tiểu đoàn Hamas ở thành phố Rafah. Ngày 31 tháng 3, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã phê duyệt kế hoạch hành động cho đợt tấn công mới vào miền nam Gaza, trong đó có thành phố Rafah. Ông Netanyahu nhấn mạnh, Israel sẽ không giành chiến thắng nếu không loại bỏ được các tiểu đoàn Hamas ở Rafah. Theo AFP, cánh vũ trang phong trào Hamas ngày 27 tháng 4 đã công bố đoạn video ghi lại hình ảnh hai con tin nam giới bị bắt giữ tại Gaza còn sống. Nhóm vận động Diễn đàn Con tin và Gia đình mất tích đã xác định danh tính hai người này, những người đã bị phiến quân bắt cóc trong cuộc tấn công của Hamas ở miền nam Israel ngày 7 tháng 10 năm ngoái.
Nhóm vận động tuyên bố, hình ảnh về hai con tin là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy chính phủ Israel phải làm mọi cách để đạt được thỏa thuận trao trả toàn bộ con tin trước ngày độc lập 14 tháng 5. Trong video, một con tin nói, tôi đã bị Hamas giam cầm ở đây được 202 ngày. Tình hình ở đây thật khó chịu, khó khăn và có nhiều bom. Chi tiết trên cho thấy đoạn video nhiều khả năng được quay vào đầu năm nay. Đoạn video xuất hiện khi Hamas cho biết họ đang nghiên cứu đề xuất mới nhất của Israel về lệnh ngừng bắn ở Gaza sau khi truyền thông đưa tin rằng nhà hòa giải Ai Cập đã cử một phái đoàn đến Israel để nối lại đàm phán. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố không có cơ sở nào để tiến hành các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine ở thời điểm hiện tại. Cho đến nay, tại thời điểm này, không có cơ sở nào cho các cuộc đàm phán vì mọi người đều biết rõ lập trường của Ukraine rằng họ từ chối bất kỳ hình thức đàm phán nào. Vì vậy, chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga vẫn tiếp tục, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên ngày 27 tháng 4. Ông Peskov cho biết, quan điểm của Tổng thống Nga Putin về việc đàm phán với Ukraine đã được nêu rõ. Lần gần đây nhất Tổng thống đề cập đến vấn đề này trong cuộc trao đổi với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, ông Peskov lưu ý. Ông cũng nhắc lại rằng lập trường của Nga là nhất quán khi trả lời câu hỏi liệu dự thảo thỏa thuận Istanbul có thể đóng vai trò là nền tảng cho các cuộc đàm phán với Kiev hay không. Trong một cuộc phỏng vấn với chương trình Moscow, Kremlin Putin dự kiến được phát sóng vào ngày 28 tháng 4, người phát ngôn Điện Kremlin cho biết số phận của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã được định đoạt. Trong cuộc gặp với người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko ngày 11 tháng 4, Tổng thống Putin nhắc lại rằng Nga không phủ nhận việc tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột ở Ukraine, giải thích rằng đó chính xác là những gì chúng tôi muốn làm. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh Nga sẽ không chấp nhận bất kỳ thỏa thuận áp đặt nào và bỏ qua lợi ích của mình. Đề cập đến kế hoạch của Thụy Sĩ nhằm tổ chức một cuộc hội nghị quốc tế vào tháng 6 về hòa bình ở Ukraine, ông Putin lưu ý rằng Nga chưa được mời. Thụy Sĩ cho biết, nước này sẽ tổ chức một hội nghị hòa bình dựa trên công thức hòa bình của Tổng thống Ukraine, trong đó yêu cầu Nga phải rút hết quân, khôi phục đường biên giới năm 1991 cho Ukraine. Nhà lãnh đạo Nga nhắc lại rằng, trong cuộc đàm phán ở Istanbul vào tháng 3 năm 2022, phái đoàn Ukraine ban đầu đã đồng ý với một số điều khoản của Nga. Tuy nhiên, dưới áp lực từ phương Tây, phía Ukraine đã từ chối tham gia các thỏa thuận này. Chúng tôi được thông báo rằng Ukraine không thể ký văn bản và chúng tôi phải rút quân. Vì vậy, chúng tôi đã làm vậy, Tổng thống Nga nói. Ông nói thêm rằng, ngay sau khi chúng tôi làm điều đó, các thỏa thuận của chúng tôi đã bị hủy bỏ. Theo ông Putin, Ukraine hiện đã nhận ra rằng họ không thể đánh bại Nga trên chiến trường, nhưng bằng việc từ chối đàm phán, Kiev đã tự đẩy mình vào chân tường. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký một đạo luật vào năm 2022, tuyên bố không thể đàm phán hòa bình với Nga nếu Tổng thống Nga Putin vẫn còn nắm quyền. Nga nhiều lần khẳng định về nguyên tắc sẵn sàng tham gia đàm phán hòa bình với Ukraine. Tuy nhiên, theo Moscow, Kiev và phương Tây đã đặt ra những điều kiện tiên quyết phi thực tế cho các cuộc đàm phán. Nga nhiều lần tuyên bố sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán nhưng phải dựa trên các thực tế mới. Nói cách khác, Ukraine phải thừa nhận các vùng lãnh thổ đã sáp nhập vào Nga. Nga đã chuyển trọng tâm sang nhắm mục tiêu vào mạng lưới đường sắt của Ukraine nhằm cản trở hoạt động vận chuyển vũ khí của phương Tây cho Kiev cũng như việc đưa vũ khí đó ra tiền tuyến. Bộ Quốc phòng Nga ngày 26 tháng 4 tuyên bố phá hủy đoàn tàu chở vũ khí của Ukraine bằng một cuộc tấn công hỗn hợp bao gồm cả không kích tên lửa và pháo kích. Một đoàn tàu chở vũ khí và thiết bị quân sự của phương Tây đã bị tấn công tại một khu định cư ở Donetsk, Bộ Quốc phòng Nga cho hay. Ngoài ra, quân nhân và thiết bị của lữ đoàn cơ giới số 67 của Ukraine cũng bị tấn công tại một trạm bốc hàng đường sắt ở khu vực thuộc vùng Kharkiv, đông bắc Ukraine. Công ty đường sắt quốc gia Ukraine cho hay, cơ sở hạ tầng đường sắt ở Donetsk, Kharkiv và các khu vực miền Trung như Cherkasy và Dnipro đã trở thành mục tiêu tấn công của Nga trong những ngày gần đây. Cuộc tấn công mới nhất vào mạng lưới đường sắt Ukraine xảy ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 23 tháng 4 tuyên bố Moscow sẽ nhắm mục tiêu vào vũ khí của phương Tây khi chúng đến Ukraine. Trước đó, Mỹ đã thông qua gói viện trợ trị giá 61 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine và cho biết chuyến hàng đầu tiên sẽ được chuyển đến trong vòng vài ngày, giảm bớt tình trạng thiếu đạn pháo trầm trọng vốn đã gây khó khăn cho lực lượng Kiev trong nhiều tháng qua. Đường sắt Ukraine đã đóng một vai trò quan trọng trong việc sơ tán dân thường khỏi các khu vực tiền tuyến, vận chuyển mọi thứ từ ngũ cốc đến hỗ trợ nhân đạo trên khắp đất nước, cũng như vận chuyển vũ khí của các nước phương Tây cho Kiev. Các lực lượng Ukraine đang hy vọng nguồn cung cấp vũ khí mới đến tiền tuyến càng sớm càng tốt, vì họ đang tham gia vào các cuộc đụng độ ác liệt.
và đang cố gắng giữ vững tuyến phòng thủ của mình ở một số địa điểm. Lực lượng Nga đã chiếm được nhiều ngôi làng ở phía tây Avdiivka thuộc vùng Donetsk, nhưng mục tiêu lớn tiếp theo của họ ở hướng đó là thành phố Pokrovsk, cách gần 30 km. Áp lực cũng ngày càng gia tăng lên lực lượng Ukraine ở Chazivka, một thị trấn nhỏ có vị trí chiến lược cách Bakhmut khoảng 8 km về phía tây. Lực lượng Nga đã tiến đến vùng ngoại ô phía đông Chazivka. Việc chiếm được thị trấn này sẽ giúp Nga tiến hành các hoạt động tấn công sâu nhằm vào các thành phố lớn hơn, những trung tâm dân cư lớn hơn ở khu vực Donbass do Ukraine nắm giữ. Trong một báo cáo, Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Mỹ cho rằng, trong những tuần tới, các lực lượng Nga sẽ tập trung nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng giao thông của Ukraine, đặc biệt là đường sắt, nhằm cản trở hoạt động vận chuyển vũ khí của phương Tây cho Kiev. Nga tăng cường các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào mạng lưới năng lượng của Ukraine vào mùa xuân năm 2024, lợi dụng sự chậm trễ trong viện trợ của phương Tây dẫn đến tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng về đạn dược và phòng không. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh, trong khi Ukraine chờ vũ khí mới đến, các lực lượng Nga sẽ tiếp tục tấn công nhằm gây thiệt hại tối đa cho cơ sở hạ tầng và năng lực cơ sở công nghiệp quốc phòng của Ukraine. Mặt khác, Nga sẽ chuyển trọng tâm từ cơ sở hạ tầng năng lượng sang mạng lưới giao thông nhằm ngăn chặn nguồn cung cấp vũ khí đến tiền tuyến. Bộ Chỉ huy quân sự Nga có thể tin rằng tấn công hệ thống giao thông sẽ hạn chế khả năng của Ukraine trong việc phân bổ đầy đủ nhân lực và trang thiết bị cho các khu vực quan trọng của mặt trận, báo cáo của Viện Nghiên cứu Chiến tranh nhận định. Trong khi đó, nguồn tin an ninh Ukraine cho biết, Nga đang tìm cách tận dụng lợi thế để đạt được những bước tiến trên chiến trường trước lễ kỷ niệm ngày chiến thắng mùng 9 tháng 5. Nga muốn phá hủy cơ sở hạ tầng đường sắt của Ukraine để làm tê liệt hoạt động vận chuyển, đặc biệt là hàng hóa quân sự, khi Moscow chuẩn bị tiến công. Theo nguồn tin, đây là những động thái mà Nga thường thực hiện trước một cuộc tấn công quy mô lớn. Lực lượng Nga vẫn đang chiếm ưu thế về cả hỏa lực và nhân lực. Phía Ukraine cũng cảnh báo rằng, giao tranh sẽ ngày càng trở nên khó khăn trong những tuần tới khi nguồn vũ khí viện trợ mới chưa kịp chuyển ra tiền tuyến. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng, Điện Kremlin muốn lực lượng Nga chiếm được các cao điểm chiến lược Chazivka trước ngày 9 tháng 5. Ông cũng nói rằng, những tháng trì hoãn viện trợ Mỹ đã khiến lực lượng Ukraine phải trả giá. Trong khi chúng tôi chờ đợi quyết định về sự hỗ trợ của Mỹ, quân đội Nga đã giành được thế chủ động trên chiến trường, ông Zelensky nhấn mạnh. Các bạn vừa xem bản tin toàn cảnh quốc tế, hãy like và subscribe kênh YouTube của báo điện tử VOV, truy cập vào địa chỉ vov.vn để theo dõi những tin tức thời sự cập nhật mới nhất của chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin sau.